Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đạt trên 3.400 tỷ đồng, tăng trên 3.200 tỷ đồng, gấp trên 20 lần so với năm 2002. Từ hai chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang triển khai thực hiện 13 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đạt gần 3.400 tỷ đồng, với gần 69 khách hàng còn dư nợ. Các tổ chức chính trị xã hội đang phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tham gia quản lý đạt gần 3.400 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh. Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt trên 11.000 tỷ đồng, với trên 660.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Bên cạnh đó, toàn tỉnh thiết lập được mạng lưới 161 điểm giao dịch trên 2.700 tổ tiết kiệm và vay vốn đang hoạt động tại các thôn xóm tổ dân phố. Nguồn vốn tín dụng chính sách được đầu tư đến 100% xã phường thị trấn, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện được tiếp cận đồng vốn tín dụng một cách thuận lợi, kịp thời. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn biểu dương những kết quả Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã đạt được trong 20 năm qua, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần quan trọng trong việc giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Để chính sách tín dụng ưu đãi được thực hiện tốt hơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục quan tâm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội các cấp, cân đối ưu tiên bố trí, bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chủ động tổ chức huy động có hiệu quả các nguồn vốn từ các tổ chức cá nhân trên địa bàn để bổ sung nguồn vốn cho vay. Cũng đề nghị là Ngân hàng Chính sách Trung ương ngoài cái việc sẽ quan tâm bổ sung mà vốn cho Ngân hàng Chính sách thì tiếp tục quan tâm các cái chính sách khác, nghiên cứu và báo cáo với Chính phủ để nâng cao và mở rộng các đối tượng cho vay vốn. Ví dụ như hiện chúng tôi là đã hỗ trợ 100% ở y tế cho những người nghèo này, người cận nghèo này, thì tới đây để tiếp tục cho những người có thu nhập trung bình, tức là nếu mình là người nông dân làm nông nghiệp, ngư nghiệp sẽ bảo hiểm y tế 100% cho những đối tượng này. Thì cũng đề nghị mở rộng đối tượng cho những người thu nhập trung bình để có cơ hội tiếp cận các nguồn vốn này để nâng cao cái thu nhập của người dân. Và cuối cùng mục tiêu của chúng ta là đưa các hộ nghèo thành thoát nghèo và nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn thành các mục tiêu để phát triển kinh tế xã hội. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành chức năng khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78 của Chính phủ.